Dạ, chào bác. Chào cô. Dạ, mời bác vô nhà. Dạ, con mời bác ngồi. Cảm ơn cô. Dạ, bác chờ con chút, con lấy nước cho bác. Dạ, con mời bác uống nước. Dạ, bác có sao không ạ? Tôi không sao, tôi xin lỗi. Dạ, không có gì đâu. Nhưng mà hình như bác có chuyện gì đúng không? Có chuyện gì bác cứ nói đi. Giúp được gì cho bác, con sẽ giúp. Tôi xin cô. Cô không thương tôi thì hãy nhớ tới thằng con của tôi. Cô hãy vì nó mà xa lánh ba nó ra được không? Cô đừng để rơi vào cảnh cha con phải tương tàn lẫn nhau. Tôi xin cô đó. Bác ơi, bác nói gì thật sự con không hiểu gì hết. Cô hãy quay về với thằng Long. Thằng Long nó thương cô rất thật lòng. Cô hãy tránh xa 6 tiếng ra được không? Bác nói gì vậy? Thực sự là con và Long chỉ là bạn thôi. Còn 6 tiếng, bác nói cái gì 6 tiếng ở đây? Tội nghiệp thằng Long, nó yêu cô thật lòng. Vậy mà không ngờ người nó gọi bằng cha lại đang tâm cướp người yêu của nó. Bác có biết mình đang nói gì không? Em ơi, xuống ăn cơm em ơi. Bà làm cái gì ở đây vậy? Sự thật đã rõ ràng, ông còn gì để chối nữa hay không? Tôi thật không ngờ bao nhiêu lâu nay ông và cô ta đã gian díu với nhau. Vậy mà từ nãy đến giờ tôi đã muốn tin những lời cô nói là thật. Bà thôi đi, nãy giờ bà nói gì với cô ấy hả? Anh, em chịu được mà, không sao đâu. Bà về mau cho tôi. Đi ra khỏi đây, mau lên. Vì cô ta mà ông dám đối xử với tôi như vậy sao? Ông có còn lương tâm thì ông dừng ngay lại chuyện này đi. Nó là con của ông, nó là con trai của ông đó. Tôi xin cô, tôi xin cô, tôi xin cô mà. Tôi cấm bà đụng vào cô ấy. Thằng Long là cái gì ở đây mà bà nhắc tới hả? Thì em đã nói rồi đó, Long chỉ là bạn của em thôi. Mà bác ấy cứ nói Long là bạn trai của em. Chắc lòng tán tỉnh em không được nên cho mẹ qua phá em đó. Bà nghe rõ cổ nói gì chưa? Long làm gì có người yêu ở đây, cổ chỉ yêu một mình tôi thôi. Bây giờ đi ra khỏi đây, nếu không đừng có trách tôi, nghe rõ chưa? Ông đúng là một kẻ vô lương tâm, một tên khốn nạn. Anh đừng có làm vậy, anh làm sầm ở đây mang nhục lắm. Bà khôn hồn thì biến khỏi mắt tôi đi. Tôi đã quá sai lầm khi theo ông. Và con tôi cũng đã lầm cô. Kìa em, em đi đâu vậy? Dạ em... Mà kệ bả đi. Nhưng mà... Nghe anh, giật chồng người ta mà coi được sao? Ác nhân thất đức lắm trời ơi. Bà vừa nói gì? Thân phận của bà chỉ là người làm thôi. Làm anh... được thì làm, không làm được thì đi. Trời ơi, tôi vì ai mà phải sống như vậy nè? Bà làm kiếm tiền, sống vì tiền chứ cái gì? Hôm nay bà điên hả?
bỏ qua đi anh. Đi, làm không được thì cuốn gói đi đi. Đi anh. Anh sao vậy? Chắc là bà có chuyện buồn mà anh đừng có quan tâm đến người giúp việc làm chi. Anh có qua nhà trọ của em lấy quần áo cho em nè. Em ăn cháo nha. Em ăn cháo đi, còn nóng nè. Không. Nếu không ăn thì em sẽ đói đó. Mấy ngày nay em đâu có ăn gì đâu. Em không ăn đâu. Anh đừng có quan tâm em. Được rồi, nếu em không ăn anh sẽ bóp họng em để cho em ăn. Tới lúc đó cháu nóng hay nguội đừng có trách anh nghe. Đừng. Em ăn. Biết như vậy thì tốt. Ngoan ngoãn nghe lời của anh. Nếu không thì bị đòn đó. Anh đừng đối xử với em như vậy nữa được không? Được. Nếu như em nghe lời anh, anh sẽ giúp em không lên cơn nghiện nữa. Làm sao mà em không lên cơn được chứ anh? Nó nằm ở trong máu của em. Em không thể nào chịu nổi. Quỳnh Ly à, em hãy cố gắng lên, rồi em sẽ qua khỏi mà. Anh có nghiện đâu mà anh biết. Đau khổ lắm anh biết không? Anh biết chứ. Anh biết là em đau khổ lắm. Nhưng anh tin tưởng là em sẽ vượt qua. Ngoan đi em làm được mà. Quỳnh Ly, ráng lên em. Anh tin là em sẽ qua được mà. Ráng lên. Qua đây với anh. Anh làm em nhột. Đúng là vợ anh càng ngày càng đẹp. Ai là vợ của anh? Em chứ ai. Vậy còn bà ấy thì sao? Nè, em đừng bao giờ nhắc tới bà ấy trước mặt anh nữa. Nhưng dù sao hai người cũng là vợ chồng chính thức. Còn thằng Long nữa. Anh không có đứa con hỗn láo như nó. Em phải biết rằng là nó là một thằng ham chơi. Ngay cả ba nó mà nó còn dám đánh nữa mà. Đúng là mẹ nào con nấy. Lần này về anh sẽ ly dị và cưới em. Em sẽ xin cho anh một thằng con trai thiệt là ngoan ngoãn. Anh sẽ giao hết tài sản cho nó và không để lọt vô tay hai mẹ con nó dù là một xu. Ai thèm chịu làm vợ anh. Không chịu hả? Anh cũng làm cho chịu luôn. Tài sản này anh sẽ cho em hết. Thôi, em không cần tài sản của anh đâu. Em chỉ cần sinh cho anh một thằng con trai như ý muốn là được rồi. Em như vậy mới ngoan chứ.
Sao hả? Con tôi bị mù luôn sao hả bác sĩ? Tôi rất lấy làm tiếc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong gia đình thông cảm. Có cách nào để chữa chạy cho cháu không hả bác sĩ? Gia đình thử đưa cháu lên Sài Gòn. Ở đó có nhiều phương pháp điều trị tốt hơn và cơ sở vật chất tốt nữa. Biết đâu cháu có cơ hội. Tôi cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chữa chạy cho cháu. Ráng ăn nhiều lên cho khỏe mạnh nghe con. Em ạ. Anh đưa con về nhà nha. Ủa sao vậy anh? Anh mới lấy tiền bán nhà được rồi. Ba nói là đưa bé Nhàn vô trong Sài Gòn điều trị mắt cho nó. Dạ em hiểu rồi. Vậy là con sắp vô Sài Gòn hả ba? Đúng rồi con ạ. Ba sẽ đưa con vô Sài Gòn điều trị mắt cho con nha. Dạ. Con xuống đây. Bệnh của con có tiến triển gì không em? Càng ngày càng tiến triển xấu anh à. Có nghĩa là... Bác sĩ à, con tôi sao rồi bác sĩ? Rất tiếc, tình trạng của bé ngày càng xấu đi. Vậy... bác sĩ có cách nào để cứu con tôi không? Hiện nay thì phương pháp chữa trị cho bệnh nhân mù có những bước phát triển rất là vượt bậc, như phương pháp cấy ghép giác mạc nhân tạo. Nhưng phương pháp này tốn kém chi phí rất là cao và khả năng thành công rất là thấp. Tuy nhiên vẫn còn một cách. Nếu có người hiến tặng giác mạc thì khả năng sáng mắt của bé rất là cao và chi phí cho bé cũng sẽ đỡ tốn kém hơn. Cần phải có thời gian chờ đợi. Thôi bây giờ anh chị cứ về nhà suy nghĩ nên chọn phương pháp gì để đưa bé nhập viện càng sớm càng tốt. Vợ chồng tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều nha. Sao? Được nhiêu cá rồi? À, tao thấy hôm nay ghe vô nhiều cá lắm. Mày cố gắng ép giá nó. Chắc chắn nó phải bán rẻ thôi. Nó không bán thì để ương muối cũng vậy. Làm ăn thì phải có lời. Tao nói sao mày nghe vậy đi. Tao nói rồi mà. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi anh. Tôi xin lỗi. Cô có sao không? Hình như cô đang có chuyện gì thì phải. Tôi không sao. Hình như là chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Quen lắm. Tôi không nhớ. Anh là... Cô không nhớ? Tôi nhớ ra rồi. Chúng ta vừa mới gặp nhau đây thôi. Tôi tên Sáu Tiến, còn cô? Tôi tên Thu. Đúng là người sao tên vậy. Tôi thấy... hình như là cô có chuyện gì đó không vui thì phải. Nếu có chuyện gì á, cứ nói Sáu Tiếng này. Chắc chắn Sáu Tiếng này sẽ làm điều gì đó cho cô. Tôi rất cảm ơn anh. Hay là mình kiếm chỗ nào uống nước nói chuyện. Chứ đứng ở đây tôi thấy không có tiện lắm đâu. Vậy hả cưng nghe? Dạ không. Tôi phải về. Con tôi đang bị bệnh. Tôi chào anh. Vậy hả? Tôi... Cô! Bạn đã cô! Thương tâm quá. À, nhưng sao không biết nhà tôi ở đây? Sao Tiếng này muốn biết thì dễ thôi. Mời anh.
mời ông vô nhà. Dạ mời ông. Anh chứ em. Ông đừng có làm vậy, người ta thấy là không hay. Mẹ ơi. Mẹ đây con. Mẹ đây. Đôi mắt con bé có vấn đề phải không em? Sao không biết? Vì anh yêu em, cho nên anh tìm hiểu tất cả về em mà. Anh sẽ giúp em chữa mắt cho bé. Ông nói sao? Ông giúp tôi à? Nhưng dĩ nhiên là có điều kiện đó. Điều kiện gì? Làm vợ anh một đêm thôi. Ông thôi đi. Em còn quan trọng chuyện đó làm gì chứ? Dù sao em cũng đã có con rồi. Em không muốn con mình khỏi bệnh à? Với lại thằng chồng của em đi dạy, chừng nào mới có đủ tiền để chữa bệnh cho con bé? Không khéo à, để lâu mắt con bé bị mù luôn đó, không chữa được nữa đâu. Sao? Anh sẽ cho em thêm tiền để em trang trải cuộc sống. Chứ thấy em vậy, anh chịu không được. Còn ngủ ngoan nha. Mẹ đi chút xíu rồi mẹ về. Con. Em đi chút xíu về mà em. Không thể nào là vợ của mình được. Khốn nạn. Khốn nạn mà. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Kỷ niệm. Dạ vui. Khăn của dạ. Anh nè. Anh uống đi.
Alo. Alo, Phan hả? Dạ, em nghe đây. Anh Hưng gọi em có gì không? Sao rồi? Mày tìm được đối tượng chưa? Dạ rồi anh. Vậy sao không thi hành đi? Anh ba chờ tin mày lắm đó. Có một số trục trặc, cho nên là vẫn chưa tiến hành được. Tại sao? Anh Hưng chọn sẵn cho em một cái khách sạn mà ở đó bọn cớm rình rập thường xuyên, thì làm sao em có cơ hội hành động được? Thì ra là vậy. Như vậy mới biết được tài năng của mày chứ. Thôi, rồi thanh toán nó cho xong đi. Anh chờ tin của mày đó. Nhớ, đừng có thấy mỹ nhân rồi chết mê chết mệt, mà chết với tay hồ ly tinh là kỳ lắm đó. Chờ chúng mày mau về, mày nghe chưa thằng đểu? Tao vừa nhận một tin là thằng Phùng hiện giờ nó đang trốn trong ngôi nhà quan. Mày tập trung tất cả anh em lại cho tao, làm sao phải bắt được nó về đây chịu tội, mày hiểu không? Tao nghĩ là hiện giờ thế nào thằng Hưng Sẹo cũng sẽ tìm cách bắt cho được thằng Phùng. Mà nếu như nó đánh hơi được thì tụi bay phải tìm cách ngăn cản hoặc đánh lạc hướng nó cho tao. Tụi bay nghe chưa? À khoan, nhớ không được để cho thằng Phùng thoát. Làm đi. À, alo, Nhàn hả? Dạ. Ừ, anh Tung đây. Anh xin lỗi em nhiều nha. Hôm nay là sinh nhật của em, mà lu bu công việc quá, chắc là anh không đến đưa em đi chơi được rồi. Em cũng biết đó, công ty của mình đang có rất nhiều việc mà bản thân anh cũng không thể bỏ được. Thôi, coi như là anh sẽ sắp xếp một bữa nào đó anh mời em đi ăn ha. Em biết rồi, không sao đâu. Vậy nha anh. Mày tới đây làm gì? Kiếm cái mà tụi mày đang kiếm. Tao không có cái gì để tụi mày kiếm hết. Tao cũng vậy thôi. Vậy thì tụi mày đi khuất bắt cho tao. Mày chưa đi, tụi tao cũng chưa đi. Mày dám? Cái gì thằng này cũng dám. Được, chúng ta đều là anh em. Tất cả ai gì chủ đó.
Nhưng nước sông không phạm nước giếng. Đúng, chúng ta đều vì chủ, chúng ta tìm mục đích của chúng ta. Bây giờ tụi mày biến khỏi đây cho tao. Tao sẽ đi, nhưng tụi mày phải đi với tụi tao. Mày nè, tao nói rồi đó, đừng nghĩ đụng tay đụng chân là tụi này sợ nha. Có ngon nhào vô. Thôi đi, thôi mày dừng tay. Muốn diễn gì? Dừng lại. Mày dừng ra, dừng ra. Nếu mày thắng được tao thì tao sẽ đi. Để tao. Sao này cả? Có sao không? Để tao. Tụi bay đó, nhớ kỹ mặt tao nghe chưa? Tất cả tụi bay theo tao. Tụi bay liệu hôn á, tụi bay coi chừng đó. Đại ca, có khi nào tụi nó phát hiện ra Thầm Phụng rồi không đại ca? Không được, tụi mình phải theo nó thôi. Đi. Đi. Trái tim buồn vì thương nhớ, vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa. Đời giống bao nhiều đắng cay cuốn. Trông em hôm nay xinh đẹp hơn ngày thường, mà lại còn hát hay nữa chứ. Bộ mấy ngày nay em xấu lắm sao? Anh Phan. Chuyện gì em? Em cảm ơn anh nhiều nha. Về chuyện gì? Về tất cả. Nếu không có anh thì em cũng không biết ngày mai em sẽ như thế nào. Em muốn đi dạo. Em muốn ra ngoài à? Em muốn ngắm cảnh ban ngày. Đã lâu lắm rồi em không được nhìn thấy. Sao kỳ vậy? Em ở đây lâu rồi mà. Vì ban ngày lúc nào thì em cũng ngủ. Chỉ có ngủ và ngủ thôi. Còn ban đêm thì em mới thức. Cho nên em chưa bao giờ biết được hương vị cà phê buổi sáng. Em cảm ơn anh. Em rất cảm ơn anh vì những ngày qua đã săn sóc cho em. Em thấy mình không nên ở lại đây nữa. Tốt hơn hết là em phải đi. Một lần cuối cùng em xin cảm ơn anh. Em xin chúc anh luôn luôn hạnh phúc. Em đứng lại đó. Anh không yêu em,
anh giữ em lại làm gì? Mấy hôm nay em suy nghĩ hoài, không biết tại sao anh lại tìm em. Lúc đầu em thấy vui lắm, em cứ tưởng đâu là anh yêu em nên anh mới tìm em. Nhưng suốt mấy ngày qua, rõ ràng là trong trái tim anh không hề có em. Vậy thì em ở lại đây cũng đâu có ý nghĩa gì nữa. Đúng là em phải đi, đi thật xa nơi này, để không ai có thể tìm được em nữa. Và em phải đi trước khi anh đi. Có như vậy em mới được an toàn. Anh nói gì em không hiểu. Em còn nhớ Hương Gà và Ba Lành không? Ba Lành? Ba Lành nào em không biết? Hương Gà chính là đàn em của Ba Lành. Nhưng anh nhắc đến họ để làm gì chứ? Em đang cố quên cái nơi bẩn thỉu đó. Anh tới đây vì theo lệnh của ông ta và Hương Gà. Lệnh ông ta? Hương Gà? Họ muốn gọi em trở về cái động đó nữa sao? Không phải đưa em về, mà ông ta đã nói là em đã tố cáo toàn bộ những người trong đường dây của Hương Gà cho công an. Và anh là người được nhận lệnh đến giết em. Giết em? Nếu không thấy xác cô em thì chính anh là người thế mạng. Tại sao chứ? Tại sao lại có người tàn ác và nhẫn tâm như vậy chứ? Tại sao? Bây giờ em phải làm gì bây giờ hả anh? Bây giờ em phải đi thật xa, để không bao giờ Ba Lành và đàn em của ông ta gặp em. Có như vậy em mới được an toàn. Nghe lời anh đi em. Anh bắt em phải sống chui rút đến bao giờ nữa đây? Thà em chết, thà anh giết em đi. Hay là anh nghe lời hắn, anh giết em đi. Em không muốn sống mà không được tự do, tự tại như vậy nữa. Thà em chết đi còn hơn. Bình tĩnh đi em. Nếu họ biết em còn sống, cũng có nghĩa là anh là thằng phản bội họ. Em hãy cho anh thêm thời gian đi. Khi anh không còn trở ngại gì nữa, anh sẽ đi theo em. Còn bây giờ, anh xin em hãy làm theo lời của anh. Còn như vậy thì cả tính mạng của em và cả tính mạng của anh mới mong giữ được. Anh không muốn giết em, nhưng thật sự chúng ta không còn cách nào khác. Không, anh có cách mà. Em tin anh. Chúng ta cùng trốn đi anh. Chúng ta cùng đi ra khỏi nơi này đi anh. Đi thật xa. Mình đi đi anh. Em tin chắc là Ba Lành sẽ không tìm ra chúng ta đâu. Nghe em đi anh. Còn nếu anh không đi, thà em chết chứ em không đi một mình nữa đâu. Thôi được rồi, đừng có khóc nữa. Anh đã hứa rồi mà. Anh hứa là anh sẽ mãi bảo vệ cho em.
Cũng vì tiền mà tao khốn khổ như vậy. Nào là công an, băng nhóm truy bắt. Mà em, sao lại như vậy? Đến ngày tận số rồi thì sao? Không, mình nhất định sẽ tìm cách ngược ra miền Trung, về khu quan vắng sống tạm, rồi thay tên đổi họ, đố cha thằng nào kiếm được. Anh Tùng ra lệnh phải bắt mày về. Tham cho em một lần đi anh Tùng. Em biết em sai rồi anh Tùng. Tha cho em đi anh Tùng. Anh Tùng, thằng đây. Anh Tùng, anh Tùng, anh tha cho em đi anh Tùng. Tiền còn nhiêu đây thôi sao? Tao hỏi mày, tại sao mày biết luật mà vẫn phạm luật hả? Em lỡ dạy mà anh Tùng ơi. Mày cũng biết lỡ dạy nữa sao? Em lỡ dạy lần đầu. Đại ca tha thứ cho em đi đại ca. Để đại ca nghĩ tình bao lâu nay em theo đại ca. Tha cho em một lần nha đại ca. Thôi được rồi, chuyện đó tao sẽ tính sau. Sao, cái thằng bị thương đó, nó sống hay chết? Dạ, nó đang ở trong bệnh viện, viên đạn chỉ xuyên qua bả vai, không nguy hiểm đến tính mạng. Vậy sao? Vậy số mày còn may lắm đó, mày biết không? Nếu như mà nó chết, chắc chắn mày không giữ được mạng chó của mày đâu. Nhưng bây giờ nó còn sống, chắc chắn là lúc này mắt xanh tụi nó có hình mày rồi. Không sớm thì muộn, mày cũng vô giữa cột. Nhưng mà điều tao ghét nhất chính là mày làm tất cả anh em ở đây bị liên lụy. Em hiểu rồi, em hiểu rồi. Anh Tùng, tha cho em đi, em sai quá rồi anh Tùng ơi. Tha cho em đi anh Tùng. Tụi bay nói cho tao biết đi, tao đối xử với tụi bay như thế nào? Tụi bay biết rõ nhất mà. Từ ngày bước vô băng nhóm, tao đã nói rõ ràng đàng hoàng, tụi bay không được cướp, không được giật. Nhưng tụi bay không nghe. Tụi bay cướp một bao tiền, nổ một phát súng, đã làm náo loạn cái khu vực lên. Trước sau gì tụi cớm cũng sẽ phát hiện. Em xin lỗi đại ca, một lần này thôi anh ơi. Tha lỗi cho em nha. Tiếc rằng mày đã phạm luật. Tao tha cho mày thì số phận anh em như thế nào đây? Vì mày mà bây giờ công an vào cuộc điều tra rồi, chắc chắn là vài giờ nữa thôi, tất cả anh em tụi tao sẽ bị xa lưới. Không lẽ lúc đó mày trơ mắt ra mày nhìn hả? Mày đúng là thằng ngu, đầu óc ở đâu? Đại ca, em xin đại ca, nể tình tụi em thuê anh bao nhiêu năm, anh tha thứ cho tụi em. Dù việc này cũng là gì, tụi em mê bài bạc quá, túng quá nên mới làm liều. Tụi em đâu ngờ
Chuyện này đến nông nỗi như vậy. Miệng đi. Số tiền bài bạc tụi bay thiếu, tao trả. Còn bây giờ, số tiền tụi bay cướp, tụi bay trả lại đi. Đại ca, đại ca nói sao tụi em không hiểu. Hai thằng bay là hai thằng bạn thân chứ gì? Thề sống chết có nhau đúng không? Đồng cam cộng khổ đúng không? Được rồi, ok. Như vậy thì tao dễ xử tụi bay hơn. Để gọi là có chút tình nghĩa với tụi bay từ đó đến giờ. Nếu mà tao xử tụi bay hết thì tụi bay coi thường tao, tụi bay không phục tao. Thôi vậy đi, một trong hai tụi bay tao sẽ tha mạng cho một thằng. Thằng kia phải chết. Sao? Hai đứa tụi bay thương lượng với nhau đi. Trong chuyện này thằng nào chết, thằng nào sống. Đại ca, đại ca nói vậy, thôi để em chết cho. Mày để tao chết cho. Tao chết cho. Tao có lỗi trong chuyện này, mày để tao chết cho. Mày để cho tao chết. Chuyện này khó xử cho tụi bay quá hả? Tao nói tụi bay biết, tao không có thời gian ngồi chờ tụi bay đùng đẩy cho nhau đâu. À, hay là vậy đi, hai thằng bay cùng chết đi cho nó có bạn. Tao đếm từ 1 tới 3. Nếu một trong hai thằng bay không phản ứng, tụi bay biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Không còn cách nào khác nữa. Tha cho em đi anh ơi. Có. Bây giờ về đi. Một cách duy nhất, hai tụi bay xử nhau đi. Thằng nào thắng thì sẽ sống, còn thằng còn lại. Tụi bay biết chuyện gì xảy ra rồi đó. Không còn cách nào khác nữa. Tha cho em đi anh ơi. Có. Bây giờ về đi. Một cách duy nhất, hai tụi bay xử nhau đi. Thằng nào thắng thì sẽ sống, còn thằng còn lại. Ba. Mày làm gì vậy? Yeah. Tao biết giữa sự sống và cái chết, thế nào tụi bay cũng hiện nguyên hình. Đâu thằng nào tặng không mạng sống của mình cho ai. Tiếp đi. Tiếp đi. Tiếp đi.
mày cũng nhanh lắm. Nó đáng chết hơn mày, nên kết cục này là dành cho nó. Tao cho mày lập công chuộc tội. Mấy anh làm gì vậy? Nhanh lên, đi tụi mày, đi. Sao mày không đi? Nhanh ra, mày muốn chết hả? Gọi đi. Báo đại ca đi. Dạ thưa anh. Dạ em là Dân, đang đi làm. Em thấy một xác chết đang nằm ở vũ trường Hồng Hưng. Dạ dạ dạ. Dạ đã chết rồi anh. Dạ dạ, mấy anh tới giúp giùm em. Dạ dạ, cảm ơn anh. Đi. Quỳnh Ly, Quỳnh Ly. Chưa, không có chần chờ nữa. Anh ba nói nếu như mày không làm được thì quay về đây, anh ba sẽ giao cho một thằng khác thử đó. Dạ rồi, em sẽ trở về đúng hẹn. Thank you.
Anh Hưng, để đó em làm cho. Tao không thể nào đợi lâu hơn được nữa. Mau chạy đi, đừng để anh đổi. Không, không, em không thể để anh ở lại được. Anh nói là chạy đi. Thì ra chính mày đã bao che nó. Nếu mày xử không được thì để tao làm. Anh Hưng, anh Hưng. Anh Phan, anh Phan. Không. Anh Phan. Ngày mai em nên sang Malaysia. Nơi đây không còn chỗ cho em dừng chân nữa đâu. Đây là hộ chiếu anh đã làm cho em. Nếu yêu anh, em phải biết quý mạng sống của mình. Giờ này anh phải trở về nơi đó. Nếu trễ quá, chúng sẽ xin nghi. Anh xin lỗi phải tạo hiện trường giả này. Khi em thức dậy là lúc anh đã đi rồi. Đừng tìm anh khi anh chưa cho phép. Luôn nhớ về em. Phan, anh lại nghĩ ra những trò này để bỏ em đi sao? Anh Phan, yêu cầu anh chị mặc quần áo vào, theo chúng tôi về phường. Ai vậy? Xin chào. Hai anh chị mặc đồ vào, theo chúng tôi về phường. Dương Minh Trọng. Dạ. Anh đã bị bắt. Nhưng mà anh tội á. Vì dính líu tới đường dây cung cấp gái gọi cao cấp. Yêu cầu anh đi theo chúng tôi về cơ quan để điều tra. Đi. Dạ, con nghe chú. Chú ơi, Hưng sao đang tới, con cúp máy nghe. Dạ. Anh biết rồi. Anh đang đi với mấy người bạn, về bây giờ mà. Vậy thôi nghe. Anh Hưng. Chào. Sao không ở dưới uống vài ly với mấy thằng em? Tao nói tụi nó làm tiệc để chúc mừng mày hoàn thành sứ mệnh trở về đó.
Cảm ơn anh. Em có chơi với tụi nó cũng mấy ly rồi. Mà chắc là tại em mới về cho nên hơi mệt, uống không nổi. Lên đây hít thở không khí cho nó thoải mái một chút. Ở đây cũng thoáng mát quá chứ. Thoải mái. Nhưng mà làm gì thì làm, cũng vô với anh cái. Chúc mừng mày làm tốt công việc của anh ba giao. Dạ. Tao nói thiệt với mày, tao cũng phục mày lắm đó. Tao ra tay với bất cứ đối thủ nào tao cũng không nhát tay. Nhưng mà đối với mấy con đàn bà khó quá. Kêu tao ngủ với nó thì được, kêu tao giết nó tao làm không có được. Đặc biệt nhất á là đẹp giống như con Quỳnh Ly vậy đó. Vì công việc em phải không từ bất cứ thứ gì. Giỏi, mày giỏi lắm. Nè, hình như hồi nãy chưa ai nói với mày về vụ thằng Tùng nó giết thằng Phùng, đàn em của nó quan sát qua vũ trường của tụi mình, làm cho công an tới điều tra, không làm ăn gì được mấy bữa nay. Mẹ cái thằng khốn nạn, nếu mà tao không xử nó, tao không phải là thằng Hương Sẹo nữa. Sao nó lại giết thằng Phùng lính của nó vậy anh? Thì cái thằng đó buôn bán ma túy, qua mặt của thằng Tùng, đi cướp bắn người. Thằng Tùng điên lên giết nó chứ sao. Nhưng tao tức, tại sao nó lại chơi cái trò mất dạy đó, nó ném xác qua vũ trường của mình. Em nghĩ đằng sau vụ này chắc chắn phải có âm mưu gì đây. Hay là anh gọi cho anh ba, coi anh ba có ý kiến gì không. Anh ba hả? Tao có gọi rồi, nhưng mà không được. Dạo này chỉ có anh ba chủ động gọi cho mình, chứ mình gọi cho ảnh, ảnh không nghe. Hoặc là quăng số ở đâu đó rồi, nên không nghe. Băng thằng Tùng nó muốn mượn tay công an để mình khỏi làm ăn. Vậy thì bây giờ mình phải tính ngược lại. Mình mượn tay công an để loại nó ra khỏi vòng. Tao thấy nó chướng mắt quá. Anh, em nghĩ tất cả mọi chuyện nên đợi ý kiến của anh ba. Chứ để lỡ có chuyện gì thì chết với anh ba đó anh. Sao cái gì mày cũng sợ thằng Tùng hết vậy? Tao thề với mày tao sẽ giết nó cho mày coi. Mày hả? Khai đi, ai là người chỉ đạo đường dây gái gọi cao cấp này? Dạ, dạ chị Hương gà, chỉ chỉ đạo mọi thứ, còn riêng em á không biết gì hết trơn á. Vậy làm gì? Ai cung cấp nhân viên cho đường dây gái gọi cao cấp này? Dạ em á chỉ có trách nhiệm là huấn luyện cho những cô gái mới về, chỉ họ cách đi nè, cách đứng. Dạ tạo cho họ ra dốc dáng như người mẫu. Còn gì nữa không? Dạ nói. Dạ thì em đưa những cô gái đó tới cho những đại gia nè, rồi những người khách có quốc tịch nước ngoài nữa. Vậy ai đứng đằng sau Hương gà? Dạ em chỉ biết chị Hương gà lớn nhất à. Chị đạo trực tiếp em. Còn ai đứng sau chị á thì thật tình em không biết. Đồng chí. Dạ. Dạ hắn đi. Đi theo tôi. Anh ba, thằng Hưng đã đến rồi anh. Dạ anh ba.
Chú Hưng, chú vẫn khỏe chứ? Dạ, nhờ hồng phúc của anh ba em vẫn khỏe. Cơn gió nào đã đưa anh ba tới đây vậy? Gió của cơn sóng dữ. Anh ba muốn xử lý Thành Tùng à? Không. Vậy là ai? Hương Gà. Tại sao anh ba lại muốn xử lý Hương Gà? Không xử không được, vì đường dây của nó đã bị lộ rồi. Ai đã làm lộ đường dây vậy anh ba? Có thể là thằng Trọng, lính của Hương Gà. Nó đã bị bắt và đồng ý chỉ điểm. Bây giờ công an đang hành động ráo riết. Nhưng nếu bắt Thành Trọng, chỉ bại lộ đường dây gái gọi cao cấp thôi, làm gì đụng tới chúng ta? Có cần xử Hương Gà không anh ba? Có. Nhổ cỏ tận gốc. Nhưng mà em thấy như vậy là hơi nhẫn tâm đó anh ba. Nếu mà bọn đàn em biết được thì còn mặt mũi nào nữa anh ba? Chuyện này thì chú mày khỏi phải lo. Có thể tao sẽ phao tin là tụi thằng Tùng làm, thì ai mà biết được. Anh ba có thể cho Hương Gà thêm thời gian để coi có đồng tĩnh gì hay không. Nếu như mà bất lợi cho mình thì xử luôn cũng chưa muộn mà anh ba. Không, như vậy sẽ chậm trễ. Hương Gà có thể sẽ bị bắt bất cứ lúc nào. Ai mà biết được nó sẽ khai những gì. Lúc đó chúng ta khó mà bịt miệng nó được. Chi bằng tiên hạ thủ vi cường, ra tay lúc này là thượng sách. Hương Gà cũng đã từng là cánh tay đắc lực của anh ba. Anh ba ra tay như vậy, em thấy là... Ta không phụ người, ác người sẽ phụ ta. Tao cảm thấy chú mày hơi chùng bước rồi đó. Có thể tuổi già đã làm cho chú mày rung chân rồi phải không? Dạ thưa anh ba, làm gì mà có chuyện em rung chân anh ba? Hương Gà là người biết mặt mày và mọi hành động của tao. Nếu để nó sống, nghĩa là tao phải chết. Chú mày không phục tao sao? Dạ không. Anh ba nói hoàn toàn đúng. Em sẽ làm theo lệnh của anh ba. Tốt. Chào anh ba. Bà chủ, bà nghỉ tay đi, để lát tôi làm cho. Ngồi không thì nó cũng buồn. Bà chủ đừng có lo nghĩ nhiều. Tôi nghĩ chẳng qua trong phút chốc ông chủ không kiểm soát được suy nghĩ của mình, chứ ông chủ đâu có nỡ đối xử với bà như vậy. Ông ấy không còn yêu tôi nữa. Vậy cũng hay đó. Tôi theo bà lâu lắm rồi, tôi thấy bà tôi thương quá. Tôi phải trả nợ đời. Tất cả cũng tại con nhỏ đó hết. Nó không quyến rũ ông chủ thì ông chủ đâu như vậy. Mình không nên trách người ta như vậy. Có trách á thì trách mình thôi. Có sao không bà chủ? Trời, chảy máu rồi. Để tôi lấy bông băng nha. Bà chủ chờ một chút. Nè. Ông làm sao vậy? Ông tới nhà tôi làm gì nữa hả? Anh tới để coi em như thế nào rồi anh mới yên tâm. Hãy đi với anh đi. Ở đây em có cố quay đầu lại thì cũng đâu có ai chấp nhận em đâu. Em hành xác của mình làm gì? Tôi không đi đâu hết. Con tôi đang bị bệnh. Nó bệnh không phải là lỗi do em, cũng phải là do ông trời, mà là do số phận của nó. Em đâu có thay đổi được gì đâu. Đây là chuyện của gia đình tôi, ông đừng có xí vô. Nè, tiền nè. Nếu em đi theo anh mà sợ ở nhà thiếu tiền, hay là cần tiền để chữa bệnh cho con bé đó, thì với số tiền này em có thể làm được mọi chuyện. Em cứ cầm lấy đi rồi đưa cho chồng em. Tôi không cần. Em cứ lấy đi. Nó không cần cho em, nhưng nó sẽ cần cho con của em lúc này. Giúp em thì anh không có ngại. Còn em theo anh hay không á, bây giờ anh cũng không ép em nữa. Cầm đi em. Tôi không cầm đâu. Ông đem đi đi. Nghe anh đi mà. Ông đi đi. Em cứ cầm đi. Nè. Thank you.
Em không biết phải đi đâu. Anh cho em về nhà nha. Đây là nhà của cô mà. Cô vô trong nhà đi. Vô ngủ với con đi. Anh ơi, em cảm ơn anh. Anh tha thứ cho em rồi phải không anh? Còn cầm tiền gì đây nữa à? Dạ, tiền này để chữa mắt cho con mà anh. Tại sao cô làm cái điều này chứ? Em trả tiền cho hắn ta đi. Tới bây giờ cô vẫn chưa tỉnh ngộ hay sao vậy? Em có làm gì hết á. Ông ấy tỏ lòng thành cho tiền để cho con mình chữa bệnh thôi. Em không muốn con mình bị mù suốt đời anh à. Em nói thiệt mà, em xin anh. Em xin anh đó. Ai cho cô về đây? Dạ ba. Cô còn dám mang con người dơ vuốt và cả đồng tiền dơ bẩn này về đây nữa sao? Ba, ba tha cho vợ con đi ba. Tha? Cô, cô ra khỏi đây ngay. Ba ơi, ba ơi, con xin ba, con xin ba tha tội cho con. Anh ơi, em xin anh. Con trót lỡ dại mà ba, con biết tội của con rồi, con xin ba. Cái gì? Cô thể tha thứ được. Nhưng mà cái loại đàn bà hư đốn như thế này thì làm sao bà tha thứ được? Không có cái gì ô nhục bằng trong nhà có một đứa con dâu đi làm nỉ. Đi, đi. Ba ơi, ba, ba, ba có sao ba? Đi, đi, đi. Tôi không cần cô đâu. Cô đi đi. Nếu cô không đi thì tôi đi. Dạ, dạ con đi. Đừng mà ba. Em đi nha. Thu à, Thu à, em đừng có đi Thu à. Thu à, Thu. Nhanh, đi vô. Ba nói mày đi vô. Ba, ba có sao không ba? Để con đưa ba vô nhà. Nè bà chủ, tôi bị đứt tay thôi mà, có sao đâu. Thôi bà để cho tôi băng cho. Bà dành miếng băng nha. Bà chủ, bà chủ, ông chủ về rồi kìa. Tôi muốn nói chuyện với bà một chút. Bà chủ, ông chủ kêu bà kìa bà chủ. Bà đọc xong rồi ký vào. Lần này bà còn xé nữa, bà biết tay tôi. Chiều nay tôi sẽ cho người qua đây dọn phụ bà. Dọn xong thì đi khuất mắt tôi. Tôi không đi đâu hết. Đây là nhà của tôi. Nhà của bà? Từ lúc nào vậy? Ông thiệt là nực cười quá. Ông đừng mong tôi sẽ ký vào đây. Nhưng mà nếu ông muốn tôi ký thì cũng được thôi. Với một điều kiện, tôi muốn nửa ngôi nhà này. Bởi vì dù sao tôi cũng đã ở trong ngôi nhà này hơn 20 năm rồi. Bà đừng có mơ. Ngay từ đầu ngôi nhà này là của tôi. Bà theo tôi về đây. Tôi có cưới hỏi gì bà không? Cái ngày bà về đây á, tôi đuổi cô vợ già ra để bà có chỗ nương thân. Nể tình lúc trẻ tôi thấy bà xinh đẹp nên tôi mới giúp. Tôi chưa bao giờ biết yêu thương ai hết á. Nếu bà biết điều tôi còn suy nghĩ lại để cho bà ít tiền. Còn không hả? Một xu cũng không có. Đồ đàn bà hư.
bỏ chồng theo trai. Ông im đi, đi cho khuất mắt thôi. Ai đi khuất mắt ai? Thôi được, tôi sẽ ký. Phải chi ngay từ đầu bà biết điều vậy thì tôi đâu phải tốn nhiều nước bọt vậy chứ. Tôi thật không ngờ cuối cùng tôi cũng phải nhận cái quả báo này đây. Đúng là trời cao có mắt mà. Lát nữa tôi sẽ cho người qua đây dọn đồ phụ bà. Nếu có thiếu tiền thuê nhà thì tôi sẽ cho bà một chút. Mất công bà nói tôi là người nhẫn tâm. Bà nhớ kiếm cái nhà nào nhỏ nhỏ thôi nha. Cuối đời già rồi, không có ai lo cho bà như lúc trẻ đâu. Cảm ơn ông. Tôi tự biết sống mà. Tôi cũng hy vọng rằng là ông sẽ có con nối dõi, để cái dòng khốn nạn của ông sẽ không bị tuyệt tự. Bà muốn ám chỉ điều gì vậy? Tôi có ám chỉ gì đâu. Rồi tự ông cũng sẽ biết thôi. Bạn nói cho cẩn thận đó. Alo, anh nghe nè. Anh đang về nè cưng. Đại ca gọi em. Phải, mau chóng xóa sổ cô ta. Đại ca muốn xử ai? Hương gà. Tại sao? Tao có cần phải trả lời câu hỏi của mày không? Đây là mệnh lệnh. Dạ. Dạ. Khoan đã. Dạ. Tao cho tụi bay 2 tiếng đồng hồ để làm xong chuyện này. Dạ. Dạ. Mày có dặn tụi nó như lời tao nói không? Đứa nào muốn về quê thì cứ về, còn đứa nào ở lại đây thì dỡ án binh bất động. Nè, mày nói với tụi nó, đứa nào mà tự ý cãi lệnh tao đi khách, lỡ bị bắt thì tự chịu một mình. Còn hé tên tao ra thì tao sụp cả gia đình tụi nó, nghe rõ chưa? Theo sát nó đi.
Tôi chịu mất dấu đó. Được rồi. Alo, tôi nghe. Báo cáo đại tá, sau khi điều tra kỹ tình trạng thì hắn chỉ biết thật sự đằng sau hắn là Hương Gà thôi. À rồi, các đồng chí cứ tiếp tục theo dõi. Rõ. Chiều mai lúc 2 giờ chúng ta họp chuyên án. Rõ. Thông báo cho H1 chuẩn bị hành động. Nhanh lên.
ai làm vụ này vậy? Hưng Sẹo. Cái gì? Hưng Sẹo? Sao Hưng Sẹo lại làm vụ này? Sau vụ thằng Trọng bị bắt, anh ba sợ bị lộ chuyện nên lệnh cho Hưng Sẹo giết chị. Nhưng mà mày là người của nó, sao mày lại cứu tao? Tôi không muốn chị chết. Tại sao mày không muốn tao chết? Bây giờ mày muốn đưa tao đi đâu đây? Theo tôi chị sẽ an toàn. Không lẽ chị muốn ở đó để tôi nói giết chị sao? Nơi này là nơi nào? Đưa tao tới làm gì? Em chỉ có thể giúp đưa chị tới đây thôi. Mọi chuyện còn lại là do chị. Nè, khoan. Mời chị đi theo chúng tôi. Huỳnh Gia, tay trong bao lâu nay là thằng Phan. Mày giỏi lắm Phan à. Dạ xin mời anh chị. Nhìn nó cũng ngon mày. Dạ. Con nhỏ ngon anh hả? Dạ, anh chị vui lòng chờ em một chút. Được rồi em. Nhà hàng này đẹp quá anh ha. Nhà hàng này nổi tiếng là hàng sang mà em. Anh phải đặt chỗ này trước đó. Mời anh. Đang nhìn gì vậy? Em tìm nhà vệ sinh. Em vô nhà vệ sinh chút nha. Má. Con. Má làm gì ở đây? Má đang dọn dẹp. Dọn dẹp? Sao con ngạc nhiên vậy? Đây không phải là công việc của má trước giờ hay sao? Con tưởng má giận con. Má quay về với công việc ở ngoài đường. Sao tự nhiên bữa nay má lại vô đây làm vậy? Làm việc ở ngoài đó, má sợ nhiều người nhận ra rồi làm cho con mặc cảm, cho nên má mới xin vô đây. Dù sao ở đây cũng ít người lui tới hơn. Con muốn má nghỉ công việc này ngay lập tức. Con nói sao? Con đã nói với má rồi. Con không muốn người ta biết con có một người má làm công nhân vệ sinh. Mà sao má không chịu nghe lời con vậy? Thôi, má đi làm việc tiếp đây. Má. Má. Đợi tao chút. Nhanh nha. Uống mày. Dạ.
của em. Anh có muốn làm vệ sĩ cho tôi không? Hả? Cái gì? Đổi lại tôi được cái gì? Tiền của thằng Long cộng với thân xác của tôi. Dạ, cho em cởi. Ừ. Cảm ơn. Làm gì mà lâu dữ vậy không biết. Lan à? Lan, ai trong đó vậy? Ai trong đó vậy? Lên tiếng đi. Nè, ai vậy? Tôi gọi bảo vệ đó nha. Mở cửa ra. Mở cửa. Nè. Cậu, đây là nhà vệ sinh nữ. Thôi. Cậu vô làm gì vậy? Lan. Lan. Trời ơi. Lan, cái thằng mới ra khỏi đây nó làm nhục con phải không? Để má báo công an bắt nó lại. Tại sao nó dám làm điều đó với con chứ? Má, con xin má, chồng con đang chờ ở ngoài bàn ăn. Chuyện này không thể nói với ai được hết. Con xin má. Trời ơi, tại sao phải khổ như vậy hả con? Điện thoại không bắt máy nữa chứ. Lan ơi, Lan, em có ở trong đó không? Má đừng nói chuyện này với ảnh nha má. Nha má. Lan ơi. Lan ơi, Lan. Dạ, em ra liền. Con ra nha má. Đi vệ sinh gì mà lâu dữ vậy? Anh gọi điện thoại em không bắt máy làm anh lo quá. Em, anh làm cứ như là sắp mất em không bằng vậy đó. Còn hơn vậy nữa. Thôi mình ăn đi, đồ ăn nguội hết rồi. Em. Nè. Dạ.
Em sao vậy? Sao em khóc? Tại đồ ăn cay quá nên em chảy nước mắt thôi. Không sao đâu anh. À vậy à. Giá mà có thể thuê được giết chết tên khốn nạn đó, băm nó ra thành từng mảnh mới hả dạ, tốn bao nhiêu tiền cũng không tiếc. Nhưng làm vậy lỡ lớn chuyện, hắn biết thì mình sống sao đây? Trời ơi, có thể lúc này mình cần phải tỉnh táo, phải chịu im lặng, chịu ôm nỗi nhục nhã này sao? Em ơi, sao em tắm lâu vậy? Có sao không em? Dạ em không sao, em ra liền. Sao hồi chiều giờ anh thấy em lạ lắm, cứ lẳng lặng không nói lời nào. Em có tâm sự gì hả? Dạ không có gì đâu anh. Có gì á thì nói cho anh biết, biết đâu anh giúp được em. Dạ em cảm ơn anh, nhưng mà em không có gì thiệt á. Chắc là do em mệt quá nên vậy thôi à. Nè anh đi làm nha. Anh đi nha em. Lại má, con thấy vui quá à. Con à, con có sao không vậy? Vô nhà cái đã má. À, bác Tài, anh quay lại nhà tôi quên đồ. Dạ.
Má uống nước. Chuyện bữa trước ở nhà hàng con có sao không? Có ảnh hưởng gì tới con không? Má, má đừng có nhắc tới chuyện đó nữa. Con quên hết rồi. Con quên hết, con không mới nhớ gì hết á. Chồng con mà biết được là con mất hết luôn đó má ơi. Má xin lỗi vì đã nhắc đến chuyện này. Má thấy không? Với căn nhà này, con sống bấy lâu nay, con không muốn phút chốc phải xa nó. Mà mình đã đi gần tới đích rồi, không lẽ bây giờ mình bỏ cuộc sao má? Con muốn má con mình sẽ ở đây vĩnh viễn. Nhưng tạm thời má đừng để lộ má là má của con nha má. Má không cần gì hết, má chỉ mong con được hạnh phúc thôi, con hiểu không? Má biết mình làm công việc thấp hèn, làm ảnh hưởng tới con. Nhưng mà Lan à, con hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Cứ giấu giếm hoài như vậy, tới khi chồng con biết được sự thật thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Hơn nữa, đâu phải người ta lấy con vì tiền đâu, mà con sợ người ta chê gia thế mình thấp kém chứ. Nhưng mà ngay từ đầu con đã lỡ nói dối ảnh rồi, bây giờ làm sao nói lại đây hả má? Con lỡ nói với anh ấy là con không có ba má. Con... Nói tới chưa? Dạ, nó đang đi giao hàng đó anh. Nó tới kìa anh. Đại ca. Sao rồi? Hàng em đã xá lẻ và đem cất dấu kỹ ở rất nhiều nơi rồi anh. Nhưng chỉ sợ mình chia ra nhiều điểm như vậy sẽ không có người để trông coi. Trước mắt tạm thời bây giờ chúng ta như vậy đi. Chừng nào thấy ổn, chúng ta tập trung tất cả số hàng lại để dễ quản lý. Dạ. Chỉ sợ là từ đây sắp tới có một lô hàng của A Lịnh mang về. Nếu mà tình trạng vậy, làm sao chúng ta nhập hàng đây? Hàng thì đang hút, nhưng tụi Hương Sẹo thì không có hàng. Khách hàng chạy của mình hết trơn. Em nhìn thấy mấy thằng đó bừ mỏ, y chang như mấy con chó già trời xương. Em thấy á, cười quá đại ca. Anh cứ nhập hàng về đi, vài bữa là hết liền à. Tụi em sẽ đi phân phát mọi nơi, hốt tiền vô thật nhanh cho anh. Bọn cớm mà vô kho khám xét thì hàng cũng đã vào máu từng thằng nghiện mất rồi, đâu có dư đâu mà khám xét. Bây giờ tùy cơ ứng biến đi. Dạ. Cái gì ở trong đó vậy? Đây là số hàng, em đem qua cho anh. Ok, tốt lắm. Bây giờ tụi bay về nhà đợi lệnh của tao. Làm việc của mình đi. Dạ. Dạ. Xin lỗi nha má. Con làm tất cả cũng chỉ vì cuộc sống của hai má con mình thôi. Má hiểu cho con nha má. Em ơi, lấy giùm anh sắp bộ. Anh có chuyện gì vậy? Tại sao em khóc? Dạ vì vì ấy. Bà ấy để làm gì em khóc? Có chuyện gì phải không? Dạ không phải. Là tại vì vì có người thân ở dưới quê á. Vì về quê thăm người thân bị bệnh, nghe dì kể cảm động quá nên em khóc. Tôi nghe. Được rồi, tôi tới liền. Anh có chuyện gấp phải đi, em lên phòng lấy giùm anh xếp hồ sơ. Dạ.
Bà có phải là người giúp việc không? Dạ phải. Tôi thấy ánh mắt bà có điều gì đó u uất lắm. Có thể bà vẫn còn nhớ người thân ở quê nhà. Dạ đúng vậy ông chủ. Tại người thân của tôi còn bệnh, cho nên tôi vẫn thấy lo lắng lắm. Nhưng mà tôi sợ cô chủ ở đây không ai giúp, cho nên tôi vội vã lên đây liền. Tôi thương cô ấy, tôi tin bà. Nếu bà có âm mưu gì đó, chết với tôi. Dạ. Hồ sơ của anh đi. Cảm ơn em. Anh đi nha. Anh đi ha. Em thấy sao? Em thấy không khí ở đây có tuyệt vời không? Em thích không khí ở đây lắm. Rất trong lành, rất yên tĩnh và mát mẻ nữa. Anh hiểu ý của em, cho nên anh mới dẫn em tới đây nè. Em sao vậy? À, bữa nay có chuyện gì mà anh rủ em ra đây vậy? Anh có chuyện muốn nói với em. Chuyện gì vậy anh? À, thì anh có chuyện gì khó nói quá vậy? Có gì nói em nghe đi. Nhàn à, anh muốn cưới em. Cái gì? Anh muốn cưới em hả? Anh nghĩ là chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi, ngày hôm nay là thích hợp nhất. Anh xin em hãy chấp nhận lời cầu hôn của anh nha. Em nhắm mắt lại đi. Sao lại phải nhắm mắt? Thì em cứ nhắm mắt lại đi. Em xin lỗi anh. Có lẽ việc hệ trọng này đến với em quá đột ngột. Em chưa chuẩn bị tâm lý. Anh Tùng, cho em thêm chút thời gian nữa nha. Tất nhiên là được chứ. À, anh đợi được mà. Thank you.
Mình phải bắt đầu từ đâu đây? Mình phải ăn nói làm sao với nhà? Giải thích làm sao về cái chết của mình? Mình phải làm sao đây? Tới nhà rồi đó, em vô ngủ sớm đi. Ừ, anh cũng về ngủ sớm nha. Ừ, tất nhiên rồi. Thôi em vô đi, chúc em ngủ ngon. Và gặp nhiều giấc mơ đẹp nha. Ừ.
Sao lại trốn thoát chứ? Trời ơi, đúng giỡn. Tao phải sinh hả? Tịnh Tùng, tại sao? Mày tự biết chứ. Tao hỏi mày, tại sao mày dám quỷ giao kèo với tao với mày hả? Hả? Tại sao mày dám xuất hiện bên nhà? Mày nói đi, mày có ý đồ gì? Nói đi. Trong khi mày đã từng hứa với tao, mày sẽ ra đi và không bao giờ quay trở lại. Sao vậy? Vậy mà bây giờ mày dám quay lại hả? Làm sai lời hứa tất nhiên mày biết hậu quả như thế nào rồi. Lần trước tao tin mày, bởi vì tao tưởng mày là người tốt, một thằng đàng hoàng, cho nên tao mới gửi gắm nhạc cho mày. Tao thật không ngờ mày là một tên lưu manh xảo trá. Nè, mày biết cái gì về tao nữa? Nói đi. Mày làm ăn phi pháp, bất chính. Rồi đây, mày cũng phải lãnh hậu quả về việc làm sai trái của mày. Tao không biết gì về những việc làm ăn của mày. Tao chợt nghĩ mày là một người tốt, tao đã gửi gắm nhạc cho mày. Tao đã gián tiếp hại nhạc. Mày cắm miệng! Mày biết về tao quá nhiều rồi, quá nhiều rồi, quá nhiều rồi! Mày đủ sức biết là tại sao tao xuống tay với mày rồi. Ôn nạt!
Vô đi. Dạ. Alo. Hàng mấy bữa nay hút lắm anh ơi. Anh Tùng cho người đem hàng đến giùm em nghe. Khách có hỏi nhưng mà không có đủ. Mày nói thằng Du đưa qua cho. Có gì ngày mai tao sẽ chuyển hàng qua lại. Em có nói với nó rồi, nhưng mà nó nói là bữa đó ít hàng lắm. Tối nay chắc bán hết luôn á. Dạ. Đại ca, em nghe nó nói là nó sẽ gọi điện cho anh để chuyển hàng cho nó đó. Thôi về đi. Mày kêu thằng Du gọi điện cho tao, rồi tao sẽ giao hàng cho nó tại điểm cũ, được không? Dạ. Có gì lát nữa tao gọi giao hàng cho nó để đem về. Dạ, em sẽ gọi cho nó liền. Thank you.
này cả. Hai tao để trong cốp đó. Mày về mày xả ra rồi chơi. Có sao không? Hả? Có bị sao không? Hả? Có xe sát chỗ nào không? Dạ không. Con à, con cho chú mượn được không? Con giúp chú một lần đi ha. Hoa này con mua để tặng sinh nhật cho chị con mà, trả lại cho con. Con giúp chú một lần thôi được không? Con cầm đi nha. Cảm ơn con nhiều. Không, con không chịu đâu, trả lại cho con đi. Trả lại hoa cho con, trả hoa lại cho con. Chú trả lại hoa cho con đi chú. Hoa con tặng sinh nhật mà, trả cho con. Alo, em nghe nè anh. Bây giờ anh muốn gặp em có được không? Hả? Anh mới gặp em rồi mà. Thôi, bây giờ khuya rồi, anh ngủ đi. Anh biết, nhưng mà bây giờ anh đang ở trước cửa nhà em nè. Đi ra mở cửa cho anh đi, có được không? Cái gì? Anh ở trước cửa nhà em thiệt hả? Đúng rồi, em ra đây đi. Em ra liền. Anh Nhan. Anh kiếm em có chuyện gì vậy? Đi vô nhà đi. Nhan à. Anh nhớ em. Mà anh không tài nào anh ngủ được luôn. Nên là giờ này anh mới chạy qua đây với em. Anh chỉ muốn em biết là anh chỉ luôn quan tâm đến em mà thôi. Anh sẽ yêu em dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Lúc nào anh cũng mang theo nó bên mình, để chờ một ngày em sẽ gật đầu đồng ý. Đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời của anh. Anh yêu em nhiều lắm em biết không? Em đồng ý lấy anh nha.
Anh cho em thời gian nhiều lắm rồi. Anh không thể nào chờ đợi thêm được nữa. Em hãy tin anh đi. Cho dù như thế nào, anh vẫn mãi yêu em suốt cuộc đời này. Cho dù gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ luôn bên cạnh em. Em đồng ý đi nha. Ngồi đi em. Dạ. Dạ mời ông chủ với cô chủ dùng cơm. Ừ. Em, ăn cơm đi em. Anh ăn đi. Cô có sao không vậy? Dạ, con không có sao đâu. Chắc tại là con ăn đồ khó tiêu đó. À, em ăn gì mà khó tiêu vậy? Bà hai, bà nấu nướng cho cẩn thận nghe chưa? Lỡ mà ngộ độc có bà chết với tôi á. Dạ không phải đâu. Không biết sao mấy bữa nay trong người em thấy sao sao á. Cứ thấy nó nhợn nhợn, muốn ói hoài à. Hay là con... có khi nào cô có thai không? À đúng rồi, à biết đâu là em có thai. Để anh đưa em đi khám nha. Để vài bữa nữa đi anh. Không, không có vài bữa gì nữa đó. Anh nôn lắm rồi. Bây giờ em đi thay đồ đi, rồi anh đưa em đi khám nha. Đi em. Em qua đây ngồi đi. Sao bác sĩ nói sao em? Em có thai rồi đó anh. Ừ. Em có thai thiệt sao? Chắc được 1 tháng rồi đó anh. Vậy thì hay quá. Mà nè, nghe anh nói nè, bắt đầu từ bây giờ em đi đứng phải cẩn thận nghe chưa. Cuối cùng thì 6 tiếng này cũng có con để nói dõi tông đường rồi đó. Bà Thu ơi bà Thu, bà Trù tôi không có con hả? Bây giờ tôi có con rồi nè. Con yêu của ba, con mau chào đời đi. Gia tài của ba để lại cho con hết á. Thấy chưa, nó mới có chút xíu mà anh thương nó vậy á. Còn em á, thấy anh có thương gì em đâu. Đâu có đâu, anh thương em nhiều lắm. Bây giờ em muốn gì anh cũng chịu hết. Anh nói là anh nhớ đó nha. Bây giờ em muốn gì? Vậy em cho anh nợ đó.
Khi nào em suy nghĩ ra thì em nói cho anh biết nha. À, cục cưng ơi cục cưng, mẹ sinh con ra cho ba, ba nợ mẹ con là chuyện nhỏ phải không? Mình về đi em. Dạ đi. Cẩn thận nha em. Dạ. Dạ em nghe anh. Dạ. Nó mới vừa vô nhà hàng. Từ nãy giờ nó đi lòng vòng, vô toàn chỗ đông người nên khó ra tay lắm. Dạ. Dạ dạ em biết rồi. Ừ, đi. Ừ. À, tới đây để đặt tiệc cưới đó em. Trời, sớm quá hả? Mình chưa có chọn được ngày chính xác mà anh. Thì bây giờ mình phải vô trong xem thử chứ em. Anh muốn xem thử coi là cách đãi tiệc của họ như thế nào, rồi mình quyết định sau. Đâu nhất thiết là phải chọn nơi này đâu. Mình vô trong đi em. Dạ. Dạ chào anh chị. Chào anh. Chào dạ. Anh bữa nay tôi tới đây để tham quan chỗ của mình, sẵn coi thực đơn bên mình có ngon hay không. Dạ. Nếu được trong thời gian sắp tới tôi sẽ đặt tiệc ở đây. À vậy hả, mời anh chị qua bên kia ngồi. Ngồi đi em. Dạ. Đây là giá cả chi tiết của các món bên em. Ờ. Anh xem đi, anh chị xem coi có phù hợp hay không. À, rồi sau đó tôi sẽ dẫn anh chị đi tham quan nơi này thoải mái. Cảm ơn anh nha. Dạ. Cũng được đó chứ. Này vợ, vợ xem thử đi, có món nào vợ thích không? Ừ, anh. Ừ? Hay là mấy cái này anh chọn đi, em không có rành đâu đó nha. Nói gì vậy, sau này em là vợ anh, rồi dọn về sống chung với nhau, cái chuyện bếp núc em phải quyết định chứ. Anh á, chỉ có nhiệm vụ là anh ở nhà thưởng thức món ăn em nấu thôi đúng không? Không hối hận nha. Thiệt, em cứ việc mà chọn lựa đi. Đó, để anh coi thử em có biết lựa món ngon hay không. Anh định đi đâu vậy? Ờ, anh ra ngoài coi cái mặt tiền của nhà hàng mình chút xíu. Xong rồi chút nữa anh vào đây coi cái chỗ đãi tiệc của mình đó sao ha. Đợi một chút. Dạ. Đại ca, đợi tao một chút. Dạ. Về cho tụi nhỏ ăn liền đi, nếu không nó hư hết. Ừ, em biết rồi, mày cẩn thận đó. Dạ. Đi đi. Dạ. Dạ, em nhớ rồi anh ba.
Chào anh. Dạ chào anh, ngồi đi. Cho anh cà phê sữa đá đi em. Dạ. Cho riêng anh một ly sữa tươi thiệt lạnh tươi, không cà phê. Nhiều đường. Ít đã. Hả? Dạ. Sao? Tụi bay theo nó tình hình sao rồi? Dạ, em thấy tụi nó đi chụp hạch cưới, rồi kéo nhau vô nhà hàng tiệc cưới. Em nghĩ là chắc tụi nó sẽ cưới nhau đó anh. Em cứ chụp lại hình, mời anh xem qua. Thằng này cũng được, cũng biết chung thủy, chịu lấy con nhỏ mù này. Bây giờ thì nó hết mù rồi anh. Mà công nhận, khi nó hết mù thì nó càng đẹp hơn. Hí. Mày theo dõi nó hay là mày cua con bồ nó? Sao cưng? Hết mù rồi hả? Nhưng mà anh rất tiếc, thằng chồng của em chưa kịp làm cái gì đã đi chầu Diêm Vương rồi. Nhưng mà không sao, cứ từ từ để anh xử thằng chồng của em, sau đó anh xin luộc em. Ủa vậy bây giờ tụi em có tiếp tục theo dõi nó không anh? Không cần. Tụi bay đưa hình này cho sát thủ, không cần thiết phải theo nó. Nếu lỡ nó phát hiện ra thì khó ra tay. Đã có kế hoạch cụ thể rồi, ngày mai sẽ xử nó. Chuẩn bị tinh thần đi. Dạ. Anh. Hả? Có chuyện gì vậy? Sao nhìn anh đăm chiêu quá vậy? Có gì đâu em. Anh đang lo coi là tụi mình còn thiếu sót cái gì cho lễ cưới tụi mình không đó mà. Vậy mà em cứ tưởng đâu là anh mệt chuyện gì chứ. Sao mà anh mệt được? Đám cưới của tụi mình, dù anh có dắt kỳ sức đi chăng nữa thì anh cũng mãn nguyện mà. Vậy là đám cưới tụi mình cũng chuẩn bị xong hết rồi hả? Bây giờ á, chỉ cần kiếm được ngày lành tháng tốt, vậy là mình sẽ đặt được mọi thứ nè. Quay phim, đặt thiệp cưới, nhà hàng, chụp hình mọi thứ luôn hả? Vậy anh đố em, mình còn thiếu gì nữa? Hả? Em thấy đủ hết rồi mà, còn thiếu gì nữa anh? Sao? Hả? Đám cưới tụi mình mà xong, em định về nhà anh ở đúng không? À, em cũng đang suy nghĩ chuyện đó nè. Nếu như mà em ở với anh, vậy còn ba em? Ba em sống một mình em không có yên tâm đâu. Anh biết ngay mà, đời nào mà cô dâu chịu về nhà chồng ở đúng không nè. Nhưng mà nhà em nhà thuê, nhỏ xíu như vậy làm sao ba người về ở chung được. Vậy bây giờ ý của anh là như thế nào? Hay vậy đi, sau khi đám cưới xong có gì anh mua nhà, anh, em rồi ba em về ở chung, được không? Anh quyết định đi ha. Hình như là mình chưa kịp đăng ký kết hôn phải không? Sao anh lại quên chuyện này ta? Mà em đừng có nghĩ là anh không chịu cho em thân phận. Công việc bề bộn dồn dập,
đến nỗi anh quên làm hôn thú với em. Em mà không nhắc, đứa con mà chào đời anh không biết ghi tên cha nó là ai nữa. Ngày mai anh tranh thủ thời gian đi đăng ký kết hôn. Anh xin lỗi nha. Em nghĩ là không đi đăng ký kết hôn lúc này là tốt đó anh. Em nói lạ vậy, sao lại là tốt? Công ty anh hiện nay, sau khi bàn giao cho em để theo dõi doanh thu, thì em được biết là công ty có khoản nợ không dưới 30 tỷ. Chưa nói đó chỉ là cách khai trốn thuế. Nếu như bị thanh tra thì họ có thể phát hiện thêm tiền khai quá đơn khống, có thể lên đến con số cả 100 tỷ. Có ai nói đâu mà thanh tra đến với em. Với lại công ty anh chung chi đều đặn chia chác đầy đủ, thì không ai giả gì tố tụng hết. Em yên tâm đi. Nhưng mà anh đừng có chủ quan. Em nghĩ anh nên thủ cho thân mình ngay bây giờ là vừa. Nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, không những tài sản bị tịch thu mà số tiền lớn quá, thì anh sẽ dễ bị vô tù lắm đó. Tiền là gì chứ? Tại vì mấy tháng nay công việc không có trôi chảy, anh lấy việc này bù qua việc kia. Anh chấp luôn, công ty anh dù có lỗ thật cũng không bao giờ thiếu tiền, và không bao giờ báo cáo thuế là lỗ hết. Em yên tâm đi, không bao lâu nữa tiền sẽ về, anh sẽ giải ngân hết. Không sợ như vậy đâu, em đừng có lo. Ủa, anh nói vậy là sao? Công ty mua bán môi giới nhà đất của anh còn kinh doanh thêm gì nữa hả? À, dĩ nhiên phải làm thêm chứ em. Ủa, làm thêm gì vậy anh? À, em cũng biết rồi, làm ăn lớn thì phải thủ nhiều đường binh chứ em. À, chẳng hạn như là chạy dự án, rồi nhận công trình, rồi bán lại cả dự án chung cư, đô thị mới, tất cả đều có thể làm hết. À, tuy nhiên do một công ty con nào đó làm, mình làm với họ. Có như vậy mình mới không sợ thua lỗ thôi. Nhưng nếu anh không kịp kiếm tiền bù vô thì có phải là nguy hiểm hơn không? Nhưng anh muốn biết là em đề cập chuyện này làm gì? Anh có tin tưởng em không? Anh có thương con của tụi mình không? Dĩ nhiên là vợ con, anh không tin thì tin ai chứ? Nếu vậy thì anh phải lo cho con của chúng ta chứ. Nếu không, lúc đó anh lại hối hận cho coi. Hiện nay tài sản của anh đang còn rất là nhiều. Em nghĩ là anh nên chuyển qua cho em một ít, và cả căn nhà này nữa. Anh nên sang tên qua cho em đi. Lỡ nếu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra thì em còn giữ được chút tài sản của anh mà lo cho anh với con của anh sau này nữa. Nè, anh với em là một. Nếu họ bắt anh thì họ cũng sẽ tịch thu tài sản của em. Vậy thì sang tên qua cho em làm gì cho mất công vậy? Sao lại là một? Em với anh chưa làm hôn thú mà, thì có gì ràng buộc mà họ lại tịch thu tài sản của em? Anh thấy đúng không? Đúng. Vậy mà anh không nghĩ ra chứ. Được rồi, ngày mai anh sẽ ra ngân hàng chuyển một nửa tiền cho em, rồi công chứng luôn sang tên căn nhà này cho em. Mình chỉ thủ vậy thôi, chứ không bao giờ công ty anh có vấn đề gì đâu. Vậy đi anh, cho chắc ăn. Tất cả anh không thương em thì anh cũng phải thương con của anh chứ. Thank you.
đó tới quán bar mình thường xuyên lắm hả? Nhìn nó đẹp quá vậy. Nhỏ này, à em nhớ rồi, con nhỏ này bỏ anh Phú chứ đâu. Ủa mà anh như nó ngủ với anh rồi mà. Bộ thằng Phú. Dạ. Sao vậy? Dạ là do tự nhiên thằng Tùng xuất hiện đột ngột, giải cứu cho con nhỏ. Với lại võ nghệ nó cao quá, tụi em đánh không lại. Đám tụi bay đúng là cái đám vô tích sự ăn hại. Bắt đứa con gái thôi là không xong nữa. Về kêu con bồ mày tới đây thế mạng. Em này, em đừng hiểu lầm anh. Tối qua anh Hưng nhờ anh gọi em tới để giới thiệu bộ mới cho ổng mà. Chắc là hôm qua ổng phê thuốc nên không kiềm chế được với em. Tôi không có tin anh nữa đâu. Các người là một lũ đẻo cát, thật là bẩn thỉu. Em buông ra. Nghe đi mà, em tin anh đi. Em, em, em. Tao nhớ rồi. Bây giờ nó còn quen với thằng Phú không? Anh, sao cái bữa mà con nhỏ nó ngủ với anh á, là con nhỏ chia tay với thằng Phú luôn rồi. Quá không gặp. Em có khỏe không? Uống gì anh nha. Nhớ anh sao? Thời này á, đàn ông chỉ để thỏa mãn thôi, nhớ làm gì? Em gái thẳng thắn quá ha. Em có biết là em đẹp lắm không? Lại cái trò tán gái cũ rích. Còn cái gì mới hơn để rung động con tim này không? Vậy theo em anh phải làm sao mới làm rung động con tim của em? Tán gái mà phải chỉ dẫn nữa hả? Đi về học bài lại đi anh. Đàn ông á chỉ có vậy thôi hả? Nè, anh không thấy chán hả? Có em trong vòng tay của anh sao mà chán được. Anh có cần em gọi taxi không? Mày còn phe hỏi nữa. Uống tiếp chứ. Nhưng mà không phải chỗ này, đi chỗ khác mới là chỗ đi uống.
Dạ, nó chồng anh. Thằng nào mà biết tên của tao vậy? Mày nhận ra ai đây không? Mày biết tao thù mày lắm không? Từ cái bữa mày làm nhục tao, tao ước có một ngày nào đó tao băm mày ra thành trăm mảnh tao mới vừa lòng. Thì ra là cô gà tôi à. Cô dám hả? À, mày im. Nằm xuống. Thôi đủ rồi. Một chút nó cũng chết mà. Em thấy sao? Em vừa ý chưa? Còn mày, đi theo tao. Nhanh lên. Giỡn mặt hả mày? Đứng dậy. Đây là ngày của mày. Dạ đại ca. Mày là một thằng hèn, dám dùng gái để đánh lén tao hả? Mày không phải là thằng anh hùng. Mẹ mày, nói ai? Ba lành sai mày kêu sát thủ đến xử tao, như vậy gọi là anh hùng sao? Bây giờ mạng sống của mày
tùy thuộc vào thái độ và cách cư xử của đại ca mày đó. Điện thoại đâu? Số ba lành số mấy? Mày không gọi được cho ba lành đâu, trừ khi ông ấy muốn gặp. Vậy làm cách nào mày liên lạc với ông ta? Khi cần ông ấy gọi. Và chỉ có những kẻ trung gian thân cận với ông ta mới biết cách liên lạc. Vậy không lẽ mày chưa phải là đàn em thân cận của ông? Coi như tao bắt là mày. Anh Tùng, anh Tùng, có điện thoại. Mày hả Hương Sẹo? Dạ, em đi anh Ba. Anh Ba hả? Khỏe chứ? Còn nhớ ai không? À vậy. Anh Ba không nhớ sao? Cái người mà anh Ba cho người truy sát đó. Thì ra mày hả Tùng? Bây giờ thằng Hương Sẹo đang ở đây, dùng chế độ chăm sóc rất đặc biệt. Mày muốn cái gì? Anh Ba cho người giết tôi với mục đích giành lại thị trường. Ok, nếu là vậy tôi sẽ suy nghĩ lại. Ông cha ta có câu: trâu buộc ghét trâu ăn. Lẽ nào tôi ăn hết phần để cho ông như chó chờ xương hả? Mày dám ăn nói với tao vậy hả? Không không không, ở đời mà thắng thì làm vua, còn thua thì làm giặc. Ok, tôi sẽ cho anh Ba đây một cơ hội. Tôi nghĩ kỹ rồi. Thị phần thì phải chia, ai cũng có phần hết. Thì tới lúc đó sẽ chẳng có ai mà hiềm khích cả. Với lại tôi nói cho ông biết, tôi đã sắp cưới vợ, cho nên tôi cần yên ổn. Được rồi, thôi vậy đi. Tôi sẽ thả Hương Sẹo, rồi sau đó chúng ta sẽ ngồi lại với nhau để phân chia địa bàn. Nhưng với một điều kiện: trước mắt anh phải để tôi yên để tôi cưới vợ. Sao? Được chứ anh Ba? Thôi được, ngày cưới của cậu tôi không đến chia vui được. Thì nỡ nào phá cậu. Chúc cậu hạnh phúc. Nè, mẹ đây, khi nào tao xong việc tao sẽ gặp mày. Mày đừng nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Ở đây không có người, lại cách thành phố nữa, cũng không có xe cộ gì đâu. Nè. Dạ. Nhắc lại lần nữa, hai tụi bay canh chừng nó cẩn thận. Nếu tụi bay để nó thoát, lo mà kiếm đường đi luôn đi. Dạ. Dạ. Tuần nữa là con gái ba lấy chồng rồi đó. Vậy à? Sao mà nhanh vậy? Ba cứ tưởng là sẽ còn lâu lắm chứ. Ba sợ con lấy chồng rồi bỏ ba bơ vơ một mình, nên ba nói là nhanh đúng không ba? Cái con này. Ba. Ba yên tâm đi. Anh Tùng nói với con á, sáng mai con với ảnh sẽ đi mua nhà. Bạn của ảnh có căn biệt thự đẹp lắm ba, tại vì phải đi xuất cảnh gấp cho nên bán giá rẻ. Anh nói anh sẽ mua cho cha con mình ở trước, rồi sau khi kết hôn xong á, anh sẽ bán nhà của anh rồi qua ở chung với cha con mình. Ba thấy được không ba? Vậy là tới lúc về già ba không sợ cô độc nữa rồi. Tại ba hết á. Ai kêu ba không chịu đi bước nữa làm chi.
cứ sống cái cảnh gà trống nuôi con hoài. Chào anh. Xe tải của anh hả? Xe tới nhận hàng đó. Bên anh nhận hàng quay ắt, kia bên tôi phải giao hàng ban ngày, nhận hàng bằng xe tải dùm dạo như vậy, không sợ lộ sọt? Ông anh à, anh thông cảm đi. Hiện giờ tình hình cũng rất là căng, tất nhiên cũng phải chuẩn bị các cái chứ. Với lại chúng ta giao hàng ban ngày như vậy, đố ai biết được chúng ta đang vận chuyển ma túy. Với lại tôi làm như vậy cũng để đánh lạc hướng. Tôi cũng nói cho anh biết sắp tới tôi làm đám cưới. Vả lại tôi mới mua nhà xong, nên hiện giờ cũng khá là kẹt tiền. Hàng đang khan, nên sắp tới tôi sẽ cố gắng đẩy hàng thật là nhanh. Tôi gom hết tất cả tiền về sẽ chuyển cho anh, anh cứ yên tâm. Không sao, vì anh là chỗ mua quen, với lại chuẩn bị sắp cưới vợ, nên tạm thời tôi cho thiếu. Hàng này tôi phải đổ bằng máu mới có được, nếu như người khác không được như vậy đâu. Tôi hiểu chứ, làm ăn với anh mà. Cảm ơn anh, yên tâm đi. Giao hàng lại đi. Kiểm tra đi. Đại ca. Sao rồi? Xong hết rồi anh? Các hàng cẩn thận rồi chứ? Xong rồi. Tụi bay nghe tao dặn nè, bây giờ tụi bay về thay bộ đồ công ty, đổi sang chiếc xe 16 chỗ, gom hết tất cả hàng này về nhà mới cho tao. Khoan đã. Dạ. Vẫn sử dụng thùng xốp, hiểu chưa? Dạ. Để tránh bị chú ý. Dạ biết rồi. Làm nhanh đi. Dạ. Dạ, dạ. Thai nhi đang phát triển rất tốt, tim thai và phôi thai đang hình thành, anh chị cứ yên tâm. Về ăn uống lúc này, người mẹ thích ăn gì không cần kiêng cữ, cứ việc ăn để cho thai được khỏe nha. Dạ. Nhưng nhớ là đi khám định kỳ để kịp điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cho mẹ và bé. Dạ. Nha. Đây. Dạ cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Ừ. Nè em. Dạ bác sĩ. Tôi về. Chào bác sĩ. Chào anh chị. À, em, em đợi anh chút xíu nha. Anh có chuyện muốn hỏi bác sĩ. Anh hỏi chuyện gì? Thì cái gì cần làm, cái gì không cần làm cho em bé lúc này mà. Lúc nãy bác sĩ có dặn rồi, có gì đâu mà anh phải lo. Em cứ ngồi chờ anh chút xíu nha. Anh hỏi xong cái anh quay lại liền à. Lúc nào nhớ anh phải hỏi liền, nếu không để lâu anh quên mất ha. Cái anh này. Chờ anh nha.
Bác sĩ cho tôi hỏi chút chuyện. Có chuyện gì? Bộ anh chưa về với vợ hả? Có chuyện này hơi tế nhị. Lúc nãy có vợ tôi nên không tiện hỏi kỹ cho lắm. Có chuyện gì mà anh muốn hỏi, trong phạm vi cho phép thì tôi có thể nói cho anh biết. Thú thật với chị là trước đây tôi đã có vợ. Bà ấy có sinh cho tôi một đứa con. Nhưng sau này tôi mới biết là đứa con đó không phải là con ruột của tôi, mà là con của một người khác. Vì vậy không phải là tôi không tin cô vợ này, nhưng việc gian dối đó cứ ám ảnh tôi suốt. Vì vậy tôi muốn xét nghiệm ADN để xem là đứa con ở trong bụng của vợ tôi sau này có phải đúng là huyết thống của tôi hay không. Chừng nào có thể thử được hả bác sĩ? Đợi em bé sinh ra hay là thử ngay trong bụng mẹ hả bác sĩ? Thai cỡ 3 tháng là có thể thử được rồi.